Bà Trương Mỹ Lan có thể được giảm án được chủ tịch nước ân xá. Tử hình bà Trương Mỹ Lan xử lý núi tài sản như thế nào? Tuyên phạt cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca 10 năm tù giam. Đề nghị truy tố kẻ sát hại cô gái ở thành phố thủ Đức ngày 29 Tết. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau khi xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, theo luật sư phân tích, bị tuyên án tử hình chưa phải dấu chấm hết cho bà Trương Mỹ Lan. Trong thời hạn 7 ngày kể từ thời điểm bản án có hiệu lực pháp luật, bị cáo cũng có quyền kháng cáo trong vòng 15 ngày kể từ ngày 12 tháng 4. Theo đó, nữ doanh nhân hoàn toàn có thể được tòa cấp phúc thẩm giảm án, được chủ tịch nước ân xá nếu tích cực khắc phục hậu quả vụ án. Sau hơn một tháng xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, án tử hình. Khi nghe tòa công bố mức án, bà Lan đã loạn trọng đứng không vững, được cảnh sát đỡ, với ánh nhìn có phần vô định, hai bàn tay buông lỏng, thi thoảng thay đổi tư thế khoanh tay trước ngực, vuốt tóc. Không ai biết trong lòng người phụ nữ được gọi là không có nước mắt, tinh thần thép kia có đang dậy sóng hay không. Ngay sau đó, bà cố chân tĩnh, tiếp tục đứng nghe cho đến khi kết thúc phiên tòa. Nêu quan điểm sau khi kết thúc phiên tòa, luật sư Hoàng Trọng Giáp, giám đốc công ty luật Hoàng Sa, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, nhận án tử hình chưa phải dấu chấm hết cho Trường Mỹ Lan. Theo luật sư Giáp, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát mới bị tuyên án sơ thẩm. Đây là bản án chưa có hiệu lực về pháp luật, người bị tuyên án còn quyền kháng cáo trong 15 ngày và viện kiểm sát cũng có quyền kháng nghị nếu thấy án chưa phù hợp. Luật sư phân tích thêm, kể cả khi kháng cáo kháng nghị mà phiên tòa phúc thẩm vẫn tuyên tử hình trong thời hạn 7 ngày kể từ thời điểm bản án có hiệu lực pháp luật, bà Lan vẫn có quyền gửi đơn lên chủ tịch nước xin ân giảm. Theo dõi vụ án, luật sư Giáp bày tỏ đáng tiếc khi một doanh nhân lớn như bà Trương Mỹ Lan từng có nhiều đóng góp cho hoạt động xã hội, được đánh giá trong hoạt động kinh doanh, thu hút mời gọi được nhiều doanh nhân, doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam, tạo công an việc làm cho nhiều người nhưng lầm đường lạc lối. Đánh giá về bản án vừa được tuyên, luật sư Giáp cho rằng đây là mức án phù hợp quy định pháp luật tương xứng với hành vi của Trương Mỹ Lan và nhóm đồng phạm bởi thiệt hại trong vụ án rất lớn, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, xâm hại nền kinh tế, làm mất niềm tin trong nhân dân, đặc biệt những người đã gửi tiền vào SCB, có những thời điểm họ bao vây ngân hàng để đòi lại những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình gửi xong bị chiếm đoạt. Luật sư Giáp nói, nếu bà Lan kháng cáo, từ nay đến giai đoạn mở phiên phúc thẩm sẽ rất quan trọng. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm hoàn toàn có thể xem xét giảm nhẹ án phạt từ tử hình xuống trung thân khi bà này tích cực khắc phục hậu quả, cung cấp thêm nhiều tình tiết mới được ghi nhận. Về trách nhiệm dân sự, số tiền mà bị cáo Trương Mỹ Lan còn phải khắc phục là 673.849 tỷ đồng. Cũng trong phần tuyên án, tòa tuyên giao cho SCB tiếp tục quản lý, xử lý đối với 1.122 mã tài sản đang được thế chấp. Quá trình xử lý các tài sản để thu hồi nợ, nếu dư thì phối hợp với cục cảnh sát kinh tế C03 bộ công an để xác định tài sản nào thuộc sở hữu của Trương Mỹ Lan thì dùng đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn khác của bị cáo trong vụ án. Tiếp tục kê biên, tạm giữ các bất động sản, cổ phần, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, các tài sản khác của các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ những người liên quan khác để đảm bảo thi hành án. Theo hội đồng xét xử, đối với tòa nhà ở 75 Nguyễn Huệ mà tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho SCB thuê. Hội đồng xét xử xác định đây là tài sản của Trương Mỹ Lan nên tuyên tiếp tục kê biên nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Với căn biệt thự cổ có giá 700 tỷ đồng ở 110 112 Võ Văn Tần mà Trương Mỹ Lan xin trả lại cho gia đình. Hội đồng xét xử cho rằng hiện chưa thu giữ được sổ đỏ, con gái bà Lan là Chu Duyệt Phấn xin hủy kê biên. Do đó, hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo tài sản này ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh chỉ cho trùng tu không được thay đổi hiện trạng bên cạnh đó công ty cổ phần th hạ long và công ty âu lạc đã nhận từ trương mỹ lan hơn 6.090 tỷ đồng để chuyển nhượng 18 triệu cổ phần là tiền từ scb phải thu hồi về cho scb nên buộc hai công ty này nộp lại 6.090 tỷ đồng ngoài ra hội đồng xét xử không chấp nhận đề nghị của bà trương mỹ lan mong muốn chuyển 1.350 tỷ đồng do Nguyễn Cao Chí và một người khác chuyển trả sang cho bị cáo Trương Huệ Vân để khắc phục thiệt hại. Theo tòa, bị cáo Lan có nghĩa vụ bồi thường rất lớn, tài sản của bị cáo cũng chưa đủ để khắc phục. Với tài sản kê biên của bị cáo Trương Huệ Vân, cháu gái Trương Mỹ Lan, bản chất là tài sản của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát nên tuyên tiếp tục kê biên đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Đối với tài sản phong tỏa, kê biên có liên quan vụ án, hội đồng xét xử tuyên tiếp tục phong tỏa, kê biên, đồng thời gỡ phong tỏa kê biên với các tài sản không liên quan tới vụ án. Liên quan đến vụ vạn thịnh phát, hội đồng xét xử cho rằng bị cáo Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn là tội phạm tham nhũng nguy hiểm nhất, ảnh hưởng tới đường lối chủ trương của Đảng và nhà nước. Đối với số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ mà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước, nhận hối lộ và các khoản tiền mà 16 bị cáo trong đoàn thanh tra, theo hội đồng xét xử phải thu hồi trả lại cho SCB để khắc phục một phần hậu quả trong vụ án. Trong phần nhận định, hội đồng xét xử cho rằng bị cáo Nhàn biết rõ bị cáo Trương Mỹ Lan nắm chi phối gần tuyệt đối tại SCB, toàn quyền chỉ đạo hoạt động ngân hàng này. Tuy nhiên, bị cáo Nhàn đã thông qua Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, để hai lần gặp gỡ bà Lan trao đổi về kết quả thanh tra. Thông qua bị cáo Văn và Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị của SCB, bị cáo Nhàn đã nhận 4 lần nhận tổng số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ của bị cáo Lan để chủ trì xây dựng kết quả thanh tra theo hướng không đề nghị đưa ngân hàng này vào dạng kiểm soát đặc biệt, không kiến nghị chuyển cơ quan điều tra các sai phạm. Theo hội đồng xét xử, việc ban hành kết luận thanh tra là phương thức để bị cáo Nhàn thỏa thuận với bà Lan nhằm nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ về các lần nhận tiền của bà nhàn lần đầu tiên là sau khi thanh tra đợt một hai lần nhận tiếp theo là ở thời điểm lấy ý kiến xây dựng dự thảo kết luận thanh tra và lần cuối vào lúc ban hành kết luận sâu chuỗi toàn bộ hành vi tòa nhận thấy việc bị cáo nhàn gặp bị cáo lan chỉ đạo đoàn thanh tra bỏ qua sai phạm của scb là thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ quy định bởi với cương vị là trưởng đoàn thanh tra, đáng lẽ bị cáo nhàn phải báo cáo người ra quyết định chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, nhưng lại đề xuất bưng bít sai phạm để nhận tiền từ SCB. Hành vi của bị cáo nhàn có mối quan hệ nhân quả giữa nhận tiền và ra kết quả thanh tra. Tại phiên tòa, bị cáo trình bày việc nhận tiền nhằm bảo vệ gia đình do thấy nhiều người liên quan trong vụ án thiệt mạng. Tuy nhiên, tòa cho rằng lời trình bày này không có căn cứ hội đồng xét xử cho rằng việc bị cáo nhàn nhận tiền diễn ra trong thời gian dài nếu không muốn thì không thể bốn lần gặp bị cáo văn để nhận thậm chí cho mật khẩu nhà riêng một số đối tượng đã chết khi vụ án bị khởi tố sau thời điểm bị cáo nhận tiền lời biện hộ của bị cáo không có căn cứ không phù hợp tình tiết khách quan của vụ án bị cáo nhàn nhận số tiền đặc biệt lớn đây là tội phạm tham nhũng nguy hiểm nhất ảnh hưởng đường lối chủ trương của đảng và nhà nước sau khi nhận tiền, bị cáo nhàn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu gần 38.000 tỷ đồng, làm thay đổi toàn bộ các chỉ tiêu tài chính của SCB theo hướng có lợi cho ngân hàng này. Trong đợt thanh tra lần 2, bị cáo nhàn chủ động đề xuất bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó tránh thanh tra ngân hàng nhà nước, thay đổi kế hoạch thanh tra nhằm thu hẹp phạm vi thời kỳ thanh tra đối với 71 khách hàng có địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh hội đồng xét xử nhận định tại phiên tòa bị cáo nhàn chưa thành thật thừa nhận hành vi phạm tội nếu cần phải có mức án nghiêm khắc nhất nhưng xét bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ nên cần giảm nhẹ một phần hình phạt đối với các bị cáo khác trong đoàn thanh tra có nhận quà và tiền từ scb theo hội đồng xét xử các bị cáo này không biết việc bị cáo nhàn gặp văn để thỏa thuận về việc nhàn sẽ chỉ đạo ký báo cáo thanh tra theo hướng giảm nhẹ sai phạm tại scb Do đó, các bị cáo trong đoàn thanh tra không bị truy tố cùng tội danh nhận hối lộ như bị cáo nhàn. Theo đó, bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, bị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án trung thân về tội nhận hối lộ. Bị cáo Trương Mỹ Lan đã bị tuyên án tử hình vào ngày 11 tháng 4 về 3 tội danh nghiêm trọng. 85 bị cáo còn lại nhận các mức án từ 3 năm tù treo cho đến tù trung thân. Ngoài các mức án đã tuyên thông qua việc xét xử vụ án này và một số vụ án gần đây, hội đồng xét xử nhận thấy có tình trạng lợi dụng chính sách pháp luật thông thoáng trong việc cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp để thực hiện các hành vi như lập công ty nhưng không hoạt động kinh doanh, trốn thuế, thuê người đứng tên, trồng chéo thành viên góp vốn. Các hành vi này gây khó khăn cho cơ quan chức năng, khiến khó phát hiện sai phạm. Hội đồng xét xử cũng nhận thấy quá trình xét xử vụ án xảy ra tại ngân hàng SCB và tại ngân hàng Đông Á, nhiều lỗ hổng trong công tác kiểm toán đã bộc lộ. Do đó, Hội đồng xét xử cũng đã nêu 8 kiến nghị để cơ quan điều tra làm rõ trong quá trình điều tra vụ án ở giai đoạn 2. Đầu tiên, hội đồng xét xử kiến nghị nâng cao vai trò quản lý trong công tác kiểm toán nhà nước, kiểm toán tại các ngân hàng, đảm bảo minh bạch tài chính. Tiếp đó, kiến nghị chính phủ, các bộ ngành có liên quan có quy định kiểm soát việc thành lập, quản lý doanh nghiệp để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội, nhưng vẫn khuyến khích tạo động lực để phát triển kinh tế như chủ trương của chính phủ đề ra kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn, tăng cường hơn nữa vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực trong công tác kiểm toán. Bên cạnh đó, hội đồng xét xử cũng đề nghị Cục C03 Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2 tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của các công ty kiểm toán tại ngân hàng SCB, các kiểm toán viên có liên quan, nếu đủ căn cứ thì đề nghị xem xét xử lý theo đúng quy định. Hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra xác minh làm rõ dòng tiền 108.878 tỷ đồng và 14.757.677 đô la Mỹ để có cơ sở thu hồi khắc phục hậu quả, đồng thời làm rõ các sai phạm có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có quy định chi tiết các điều kiện về tài sản đảm bảo tại các tổ chức tín dụng để đảm bảo các khoản vay có khả năng thu hồi. Kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra các phương án, dự án chưa được xử lý trong vụ án này mà bị cáo Trương Mỹ Lan hoặc cá nhân tổ chức cho Trương Mỹ Lan sử dụng, hợp tác, giao kết nhằm thu hồi khi giải quyết vụ án trong giai đoạn 2 theo quy định. Cuối cùng, Hội đồng xét xử đề nghị Cục C03 Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2 tiếp tục xác minh làm rõ đối với tài sản của năm bị cáo truy nã có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan để có căn cứ xem xét, giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án. Sau 3 ngày xét xử và nghị án, 14 giờ ngày 12 tháng 4, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh công bố bản án, các tội danh và mức án đối với cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, vợ chồng chùm mua bán hóa đơn VAT Trường Xuân Đức và 10 đồng phạm. Cụ thể, bị cáo Đỗ Hữu Ca bị tuyên án 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mức án cao nhất trong số 13 bị cáo. Bị cáo Trương Xuân Đức chịu hình phạt 9 năm tù về hai tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ bị cáo Ngọc Anh, vợ Trương Xuân Đức nhận mức án 4 năm 6 tháng tù về tội mua bán hóa đơn và đưa hối lộ. Theo đánh giá của cơ quan tố tụng tại phiên tòa, vụ án Trương Xuân Đức và đồng phạm là điển hình lợi ích nhóm, sự câu kết giữa doanh nghiệp và một số cán bộ nhà nước gây thiệt hại tài sản nhà nước. Từ năm 2014 đến năm 2021, Đức và vợ Trương Thị Ngọc Anh đã lập quản lý điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Tháng 10 năm 2022, biết tin Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra về công ty, Đức bỏ trốn và dặn vợ đến gặp cựu giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, Đỗ Hữu Ca, người có mối quan hệ thân thiết với Đức, để nhờ vả. Tại nhà ông Ca, Ngọc Anh nhờ cựu giám đốc Công an Hải Phòng tìm hiểu tác động trại án cho Đức. Mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu. Qua trao đổi, ông ca biết doanh số bán hóa đơn VAT của công ty khoảng 200 tỷ đồng nên bảo Ngọc Anh phải chuẩn bị số tiền là 10% doanh thu cùng một số khoản tiêu cực phí khác để lo chạy tội. Bị cáo Đỗ Hữu Ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng Đức thoát việc bị xử lý tội mua bán hóa đơn trái phép nhưng đã gian dối, hứa hẹn giúp được và nhận 35 tỷ đồng. Quá trình điều tra vụ án cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng ý với bản cáo trạng truy tố tội danh của mình là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tối 11 tháng 4, cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã bắt giữ ông Phan Văn Thắng, cựu trưởng phòng kiểm sát điều tra kinh tế chức vụ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi đưa hối lộ. Trước khi bị bắt, ông Phan Văn Thắng từng bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ khám xét nhà riêng và câu lưu trong trường hợp khẩn cấp để điều tra. Lý do ông Thắng bị bắt vì được cho có dính líu đến một số cá nhân trong vụ việc giám định thiệt hại tài sản tại trường đại học đồng nai trước khi bắt ông thắng cơ quan bảo vệ pháp luật đã bắt ông trần quốc trung phó trưởng phòng tài chính doanh nghiệp sở tài chính tỉnh đồng nai là giám định viên trong vụ án trường đại học đồng nai về hành vi nhận hối lộ các nguồn tin xác tín sở dĩ ông thắng bị bắt vì nóng ruột chuyện em ruột là ông phan văn thanh nguyên trưởng phòng tài chính kế toán trường đại học đồng nai bị bắt giam trong vụ sai phạm ở trường đại học đồng nai vì vậy ông thắng đã tiếp cận nhiều người tham gia thẩm định giá trong vụ án tại trường đại học đồng nai được biết ông Phan Văn Thắng từng là viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Sau đó, ông Thắng được phân công giữ chức vụ trưởng phòng kiểm sát điều tra án kinh tế chức vụ của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trước khi nghỉ hưu, ông Thắng là tránh văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Ngày 12 tháng 4, sau 2 tháng điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đăng Khoa, 25 tuổi, quê ở Tiền Giang, tạm trú thành phố Thủ Đức, về các tội cướp tài sản, giết người, hiếp dâm. Nguyễn Đăng Khoa là kẻ ra tay sát hại chị VTT, sinh năm 1999, quê Đồng Nai, vào ngày 8 tháng 2, tức ngày 29 Tết, ở thành phố Thủ Đức. Theo kết luận điều tra, Nguyễn Đăng Khoa và chị VTT ở cùng khu nhà trọ trên đường Quang Trung, khu phố 5, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức, Phòng của Khoa ở dãy đối diện với phòng của chị T. Nguyễn Đăng Khoa học hết lớp 10 thì nghỉ, đi làm công việc bán thời gian không ổn định, ham chơi game. Sắp đến Tết nhưng không có tiền tiêu xài, ngày mùng 8 tháng 2, tức ngày 29 Tết Giáp Thìn, thấy chị T ở một mình trong phòng chuẩn bị đồ về quê, lúc này những người khác ở trong khu trọ đã về quê. Nên Nguyễn Đăng Khoa lấy lý do nhờ chị T qua phụ dịch chuyển tủ quần áo. Khi chị T vừa qua phòng thì Khoa đóng cửa lại, dùng vật nhọn đe dọa, uy hiếp khống chế và ra tay làm hại nạn nhân. Sau đó, Khoa lấy tài sản của nạn nhân gồm một lắc vàng, ba nhẫn vàng, một điện thoại di động iPhone 12 Pro, một sợi dây chuyền vàng, một đôi bông tai vàng và 3 triệu đồng. Ngoài ra, hắn còn xâm hại nạn nhân. Sau đó, Nguyễn Đăng Khoa phân trị tê ra rồi cho vào túi ni lông cột kín, rồi đem phi tang xuống mép kênh ven đường ở khu công nghệ cao thuộc phường Tăng Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức. Tiếp đến, Khoa đi bán một số tài sản đã cướp được của nạn nhân những tài sản còn lại chưa bán, Khoa mang về nhà bạn gái tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, chơi Tết. Ngày 13 tháng 2 năm 2024, đối tượng này đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tại cơ quan công an, Nguyễn Đăng Khoa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày 11 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành cáo trạng truy tố tài xế Đinh Tiến Bình, 37 tuổi, chú thị trấn Nhân Hòa, huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đinh Tiến Bình là tài xế điều khiển xe tải biển kiểm soát 81H027, gây tai nạn khiến 3 người của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tử vong, một người bị thương nặng. Kết quả điều tra xác định, chiều ngày 12 tháng 8 năm 2023, ông Đinh Tiến Bình lái xe tải chở đá lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai. Khi qua thôn Tàu Cho, xã Ia Hơ Rú, huyện Chư Pư, xe tải này vượt bên trái xe 5 chỗ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai do ông Nguyễn Tú Sinh, 57 tuổi, chú thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước. Đúng lúc này, tài xế Bình phát hiện phía trước làn đường ngược chiều có xe tải biển kiểm soát 47C 263 do tài xế Nguyễn Tấn Sơn điều khiển đang đi theo hướng ngược lại nên đánh lái về phần đường bên phải và tông vào đuôi xe 5 chỗ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Sau khi bị tông, xe của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai mất kiểm soát quay ngang và bị xe tải biển kiểm soát 81H027 tiếp tục tông vào, đẩy xe đi tiếp sang làn đường bên trái và tông vào xe tải biển kiểm soát 47C263. Vụ tai nạn khiến xe 5 chỗ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai bị vò nát kẹp giữa hai xe tải. Thời điểm này, trên xe còn có huấn luyện viên Dương Minh Ninh, sinh năm 1975, cầu thủ Paulo Madeira Oliveira, sinh năm 1996, quốc tịch Brazil và bác sĩ Đào Trọng Chí, sinh năm 1992, chú thị xã An Khê tỉnh Gia Lai. Vụ tai nạn khiến huấn luyện viên Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Chí và cầu thủ Paulo Madeira Oliveira tử vong tại chỗ. Riêng tài xế Nguyễn Tú Sinh bị thương tích nặng với kết quả giám định 44% thương tích. Kết quả điều tra xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông là tài xế Đinh Tiến Bình điều khiển xe tải biển kiểm soát 81H027 vượt xe khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, không giữ khoảng cách an toàn với ô tô phía trước, thiếu chú ý quan sát, xử lý kém. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn Ma túy của ba tài xế đều âm tính. Kết quả xác minh tốc độ của xe ô tô biển kiểm soát 81H027 tại thời điểm gây tai nạn là 55 km/h. Từ bản cáo trạng của vụ việc, hành vi của bị can Đinh Tiến Bình là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của nhiều người khác được pháp luật bảo vệ, phạm vào tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ với tình tiết định khung hình phạt làm chết ba người trở lên, quy định tại điểm a khoản 3 điều 260 Bộ luật hình sự với khung hình phạt bị truy tố từ 7 đến 15 năm tù. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.